tu viện Saint Situs sản xuất bia thầy tu từ năm 1839 và từ năm 1878 thì bắt đầu bán ra ngoài. Cũng như các tu viện sản xuất bia khác, tu viện Saint Situs tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, không sản xuất vì mục đích thương mại mà chỉ sản xuất đủ để trang trải chi phí của tu viện và làm từ thiện, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng bia. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, tu viện chỉ bán bia ở trước cổng. Đến thời đại Internet phát triển, người ta biết đến nhiều hơn loại bia Westerlagen của tu viện và ca ngợi nó là một trong những loại bia ngon nhất thế giới. Khách du lịch và những người sành bia đã đổ xô đến tu viện, gây ra cảnh ách tắc giao thông thường xuyên, buộc các tu sĩ phải thiết lập hệ thống đặt hàng qua điện thoại vào năm 2005. Các khách hàng chỉ được mua nhiều nhất là 2 thùng và sẽ được nhận hàng một tuần sau khi đặt. Đồng thời họ sẽ không được phép mua thêm trong vòng 2 tháng sau đó. Tuy nhiên điều đó vẫn không ngăn được khách hàng tìm mọi cách để có được các chai bia Westerlagen được sản xuất từ tu viện Saint Situs. Người ta đã sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để đặt hàng và thường xuyên làm nghẽn điện thoại. Có thời những chiếc xe hơi đến xếp hàng tại đây, ở giữa cánh đồng, chặn hết đường đi chỉ để mua bia của chúng tôi. Chúng tôi đã giải quyết một phần bằng cách sử dụng hệ thống đặt hàng qua điện thoại, nhưng sau đó đường dây điện thoại của chúng tôi thường xuyên bị những người muốn làm đại lý làm cho tắc nghẽn. Mặc dù tu viện quy định không được buôn bán lại bia của tu viện, nhưng việc này vẫn thường xuyên xảy ra mà các tu sĩ không thể kiểm soát. Mỗi thùng bia 24 chai được tu viện bán với giá 60 euro, tức là khoảng 2,5 euro một chai. Nhưng tại thủ đô Bruxelles, một chai bia Westerlagen được bán với giá ít nhất là 12 euro. Thậm chí có người đã thấy chai bia Westerlagen được bán ở Dubai với giá 300 đô la Mỹ, tức là khoảng 272 euro. Mọi chuyện đã đi quá xa sau khi một siêu thị ở Hà Lan sở hữu tới 7.200 chai bia và bán ra với giá 9,95 euro một chai. Các tu sĩ ở Saint Situs đã quyết định sử dụng công nghệ để quản lý việc bán hàng. Với hệ thống bán hàng trực tuyến mới được thiết lập, tu viện Saint Situs đảm bảo việc khách hàng chỉ được mua 2 tháng một lần và ưu tiên cho các khách hàng đặt hàng sớm hơn. Hệ thống mới bao gồm một phòng chờ ảo. Những người muốn đặt mua trước tiên sẽ vào phòng chờ này, nơi chúng tôi sẽ kiểm tra xem người đó đã đặt hàng của chúng tôi bao lâu rồi. Những người đặt hàng sớm sẽ được ưu tiên. Bằng cách này, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề khách hàng phải chờ đợi quá lâu mà vẫn không được nhận bia, khiến họ nản lòng và bỏ cuộc. Khác với trước đây, khách hàng chỉ được mua một trong ba loại bia Westerlagen là bia vàng 5,8 độ, bia nâu 8 độ và bia đen 10,2 độ. Hiện nay, khách hàng có thể lựa chọn mua cả ba loại với tổng số chai không đổi là 48 chai. Hệ thống này cũng giúp cho khách hàng ở nước ngoài cũng có thể mua bia Westerlagen. Ngày càng có nhiều khách hàng nước ngoài thích bia của chúng tôi. Có người ở Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Điển, Italia, thậm chí cả những người từ vùng lãnh thổ Palestine. Đó là một điều mới mẻ và đó cũng là một trong những lý do chúng tôi áp dụng đặt hàng online. Chúng tôi muốn mang đến cơ hội công bằng cho tất cả mọi người, kể cả những người yêu thích bia từ xa. Mặc dù hệ thống này không hoàn toàn loại bỏ được việc trục lợi từ bia thầy tu, nhưng cũng có thể hạn chế phần nào việc khách hàng mua số lượng lớn với mục đích đầu cơ.